Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin phép chia sẻ cách nâng cấp hệ lọc đơn giản cho hồ cá. Thay vì nâng cấp vật liệu lọc hoặc sử dụng lọc tự động thì chúng ta có thể sử dụng thêm ba ki hay còn gọi là dàn mưa. Chắc các bạn cũng biết, nước mưa bây giờ không còn sạch như trước, nó chứa rất nhiều chất độc hại và thậm chí còn có tính axit cao gây hại cho cá. Nhưng tại sao sông suối với nguồn cung cấp nước chính đến từ mưa mà cá lại phát triển rất tốt? Đấy là do các giọt nước mưa khi tiếp xúc với sỏi đá ở tốc độ cao sẽ vỡ ra, từ đó giải phóng khí độc ở trong nước. Chức năng của ba ki cũng như vậy, thay vì bằng sỏi đá thì chúng ta có thể sử dụng các vật liệu lọc tốt hơn để có thể giúp quá trình giải phóng và chuyển hóa khí độc được nhanh hơn. Không những thế, khi nước rơi xuống thì khả năng tiếp xúc của nước với không khí cũng tăng lên, nhờ đó sẽ giúp tăng hàm lượng oxy của trong nước. Trên thị trường có rất nhiều loại ba ki từ kiểu dáng, kích thước tới chất liệu giúp bạn dễ dàng có được sự lựa chọn tốt nhất cho bể của mình. Nên chọn ba ki dễ tháo lắp, tiện cho việc vệ sinh định kỳ, có khoảng trống giữa các ngăn đủ lớn giúp không khí đi qua, tăng hiệu quả giải phóng khí độc. Để cho dễ hình dung thì mình sẽ giới thiệu về quy trình lắp đặt ba ki cho một hồ cá ngoài trời. Việc đầu tiên cần làm là khảo sát, do hồ này bên mình có cung cấp vật liệu và các sản phẩm cho cá nên cũng nắm rõ được thông số kỹ thuật từ trước. Khách hàng muốn lắp một dàn ba ki 3 tầng inox sơn tĩnh điện hỗ trợ cho hệ lọc và tạo thêm luồng cho bể. Khoảng cách từ ba ki đến bể tầm 6m nên mình sử dụng bơm MP12000 của nhà Ackman. Công việc lắp đặt mất khá nhiều thời gian khi phải khoan rút lõi ngoài thành bể, nơi đặt ống cấp và xả nước để có thể hoàn thiện công việc một cách nhanh chóng. Ngoài thợ chính sẽ có thêm một thợ phụ đi theo hỗ trợ và chuẩn bị đồ. Cũng rất may, khách hàng làm bên công trình nên đã khoan hộ những chỗ đặt ống trong bể. Việc bám sát cùng đội thi công sẽ khiến công việc hoàn thiện theo đúng mong muốn của khách hàng. Dàn ba ki này sử dụng đá lông vũ, thanh sứ và di mát. Do vị trí đặt ba ki ở sau nhà nên có thể bật 24/24 mà không lo mọi người trong gia đình bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Đối với những hồ nhỏ sử dụng ba ki làm hệ lọc chính thì ngăn trên cũng nên sử dụng thêm xốp lọc đen để tách phân và cặn bẩn, mà nếu sử dụng bông trắng thì nên thay thường xuyên sau một thời gian, tránh việc bị tắc gây chán nước. Ngoài ra, với những dàn ba ki để trong nhà, các bạn có thể đặt lên trên cùng mỗi tầng một tấm di mát, nó sẽ giảm thiểu được khá nhiều tiếng ồn. Ba ki ngoài chức năng cải thiện chất lượng nước và tạo luồng thì còn là chỗ để trồng nhiều loại cây thủy canh, vừa là một phần cảnh quan, chúng còn hấp thụ lượng lớn đạm dư thừa có trong nước giúp duy trì môi trường sống của cá. Có rất nhiều vật liệu lọc sử dụng được cho ba ki, nhưng mình đánh giá cao nhất là hầu ion, vừa giúp cân bằng pH mà còn nuôi vi sinh. Đây là hình ảnh hồ trước khi sử dụng ba ki, nước hơi vẩn đục, cá thỉnh thoảng hay bị đỏ mình, cọ vào thành bể. Còn đây là sau hơn một tháng chạy ba ki kèm theo châm vi sinh định kỳ, nước đã trong vắt, cá dặn người không biểu hiện lạ. Theo mình, nếu hồ có không gian thì các bạn nên đầu tư thêm dàn ba ki cho hồ cá của mình. Nó sẽ giúp cho việc chữa cá dễ dàng hơn. Tạm biệt các bạn.